Rồi, hello, xin chào anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Việt Hàng Yuska. Em là Duy Cận. Hôm nay sau lưng em là một chiếc xe rất là hot ha, đi rất là ít luôn. Rồi, em giới thiệu với anh chị một chiếc Elantra đời 2019, bản số sàn 1.6 anh chị ha. Xe mới lăn bánh có 14.000 thôi. Bây giờ anh chị khám phá toàn bộ cái xe này với em nha. Trước tiên là phần đầu xe. Rồi, ok anh chị, về phần đầu xe thì anh chị cũng có thể thấy được một cái thiết kế rất là mới, rất là khỏe khoắn luôn. Nhìn rất là cơ bắp, trẻ trung và thể thao nha anh chị nha. Thì chúng ta sẽ có trang bị một cái phần đèn LED chiếu sáng ban ngày, hình móc câu rất là đẹp nè, rất là sáng luôn. Cũng như là đèn pha là đèn bi halogen ha anh chị ha. Phần đầu xe được thiết kế rất là khỏe khoắn, rất là trẻ trung nè. Rồi, phần sơn thì em đánh giá là mới gần như 99% sơn zin khoanh xe rồi. Xe rất là đẹp nha anh chị nha, cực kỳ đẹp luôn, sơn zin hết luôn đấy. Rồi đi đến phần phía thân xe. Đây, chúng ta sẽ có một cái bộ mâm đúc như thế này nha anh chị nha. Đó, mâm đúc luôn. Rồi, phần xi nhan thì chúng ta sẽ có phần xi nhan tích hợp trên gương, là thiết kế rất là đẹp. Mặc dù là bản số sàn nhưng chúng ta cũng có luôn tay nắm cửa mạ chrome và nút unlock và lock cửa smart key ở đây luôn nha anh chị nha. Ok, bây giờ đi đến phần sau xe với em. Ok anh chị, phần phía sau xe anh chị thấy không, rất là nổi bật với cụm đèn LED nè, rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn, gấp khúc nè, rất là khỏe khoắn ha, thể thao nữa. Chúng ta sẽ có trang bị cả camera lùi và cảm biến lùi luôn, rất là an toàn khi mà chúng ta sử dụng lùi đổ ha. Đó, phần cốp cực kỳ rộng, cái nút cốp á bây giờ được tích hợp ngay phần logo luôn ha anh chị ha. Rất là hay đấy. Đấy, cốp thì rộng mênh mông bao la luôn, rất là mới. Cốp sơ cua như là đồ nghề để được đặt phía bên trong cốp nè, phía đấy rất là rộng ha. Khoé khoang hành lý này anh chị để đồ là quá thoải mái luôn. Đó, bên em xe thì sẽ dọn rửa lại cho anh chị và vệ sinh lại cho anh chị hết một lượt khi mà anh chị nhận xe luôn. Đấy, phần sau xe này quá đẹp, sơn zin còn hết luôn nha anh chị nha, sơn zin hết luôn. Đấy, anh chị thấy cái phần đèn gầm phía dưới này không, quá đẹp luôn này. Cái này là thiết kế, có bàn tay thiết kế vô nha anh chị, rất là đẹp. Mà xe cũ chúng ta tiết kiệm được khá là khá tiền rồi đấy, mà xe mới đi 14.000 thôi. Rồi bây giờ anh chị đi đến phần bên trong nội thất với em. Trước tiên là khoang hành khách nha anh chị nha. Ok anh chị, thì trong cái khoang hành khách thì nguyên bản của chúng ta sẽ có phần ghế là ghế nỉ, có theo những cái họa tiết hình tổ ong ở đây, cũng khá là sang trọng ha. Anh chị nào thích có thể về bọc da cũng được. Đấy, loa nè, tất cả những cái chi tiết ở tắp ly cửa còn rất là mới, quá mới luôn. Thì chủ cũ đã lót sàn simili rồi. Đó, em sẽ vào ngồi thử nè. Quá là rộng luôn anh chị ơi. Thì phân khúc bàn xe thì độ rộng thì chúng ta không phải nói tới rồi. Đó, tiếng đóng cửa nè. Hey, rất là đã luôn. Rồi, có cửa gió điều hòa phía sau luôn. Giá bằng hạng B nhưng mà hưởng thụ độ sang trọng cũng như độ rộng rãi của phân khúc hạng C nha anh chị nha. Có cả bệ tì tay nè. Đó, còn rất là mới. Xe này là chủ cũ đi cũng khá là giữ gìn, bọc trần ni lông luôn nè anh chị nha, bọc trần ni lông rồi. Đấy. Thì một số chỗ vẫn còn chưa có lột siêu ni lông ra nữa nè anh chị ơi. Đấy, có một số chỗ vẫn còn siêu ni lông nè. Đó. Rồi ở đây cũng còn siêu ni lông nè, bên này cũng còn luôn nè. Để chủ cũ đi cũng rất là dữ ha. Rồi bây giờ tiến lên phần khoang tài xế với em nha. Ok anh chị, cái khoang hành khách phía trên thì khỏi phải bàn về độ mới luôn. Vậy đó là quá mới. Xíu nữa em sẽ cho Caro quay cận cảnh những cái khu vực mà vẫn còn siêu ni lông nè. Ở phần này nè, quá trời luôn. Tay cái nút điều chỉnh điều hòa cũng còn siêu ni lông luôn. Nói chung là một cái xe như thế này mà anh chị mua về á, nó không khác gì như là mình mua chiếc xe mới mà mình đỡ chi phí rất là nhiều, mấy chục triệu đó, mà đảm bảo được chất lượng cũng như là cái độ mới của cái xe nha anh chị nha. Có sẵn thảm tắp lô luôn. Nói chung á, những cái trang bị trên xe á,
Nó không bao nhiêu tiền nhưng mà nó rất là mất thời gian để mình xử lý, mình làm ha anh chị ha. Với lại đi mua lại cũng rất là tốn công thời gian của mình. Đó, này là từ người ta mua xong người ta trang bị sẵn luôn, để mình cứ lấy mình sử dụng thôi ha. Đấy. Trời ơi, quá là mới, vô lăng nè, nút điều khiển trên vô lăng nè. Xe đi 14.000 thôi. Có, đặc biệt là có đèn tự động luôn nha anh chị nha. Trời tối thì đèn sẽ tự sáng luôn, để tránh trường hợp mình quên không có mở đèn, bị mấy anh giao thông tuyết còi nha anh chị nha. Đây, phần kia cũng còn ni lông rất là nhiều. Đó, đây là phần cốp nè, mở rất là nhẹ nhàng. Hai, rồi, ok. Về thiết kế cũng như là về những cái trang bị option trên xe thì anh chị cũng đã tham khảo qua xe mới thì cũng có thể biết được khá khá rồi. Thì cái độ mới của cái xe này là em đánh giá là khoảng 99% luôn nha anh chị nha. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần khoang động cơ. Rồi ok, đi với em nha. Ok anh chị, động cơ 1.6 rất là vừa vặn để mình đi nội thành ha, và tiết kiệm khi mà mình đi đường trường. Đó. Về động cơ hộp số bên em sẽ cam kết là xe động cơ hộp số là nguyên bản, chưa từng tháo dỡ đại tu nha anh chị nha. Về cam kết chất lượng 5 tiêu chí là bên em là xe không đâm đụng ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, sang tên hợp lệ toàn quốc và xuất xứ nguồn gốc rõ ràng nha anh chị nha. Đó, cái đó là cam kết cho tất cả các xe mà bên em bán ra. Xe này bên em bán ra bảo hành cho anh chị 6 tháng hoặc là 10.000 cây số. Xe còn đầy đủ hai chìa khóa sổ hành đầy đủ hết cho mình luôn. Đó, rõ hành chính hãng luôn nha anh chị nha. Đó, cũng có hỗ trợ trả góp luôn cho mình. Thì về phần động cơ này anh chị cũng có thể quan sát thấy là động cơ còn rất là mới, và cũng như là niêm siêu sơn của nhà sản xuất, nhà máy vẫn còn luôn. Đó, ốc chân máy tất cả mọi thứ đều nguyên bản nha anh chị nha. Chưa có từng tháo dỡ làm một cái vấn đề gì hết. Đó, bên em cam kết vậy. Nếu anh chị test hãng sai cam kết, tụi em hoàn tiền 100% cho anh chị luôn. Đó, chơi vậy cho anh chị yên tâm tin tưởng mua cái xe đã qua sử dụng. Tại vì thị trường xe cũ anh chị cũng biết rồi, xe đâm đụng ngập nước rất là nhiều ha, rất là không an toàn khi mà mua những cái xe đó. Thứ nhất là chúng ta sẽ mất thiệt hại về kinh tế cũng như là thời gian, tiền bạc ha, về chiếc xe, mà chiếc xe nó về nó phải phục vụ mình, bây giờ mình phải đi phục vụ nó ha. Anh chị nào quan tâm có thể liên hệ số hotline cũng như là đến địa chỉ 387 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức để được tư vấn ha, mua trả góp luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Nhớ subscribe kênh, nhấn chuông để đón xem những video mới mà bên Việt Hàng Used Car bên em làm nha anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.